bạn sẽ chọn game hay chọn người yêu? Baby của anh à, nếu một ngày em hỏi anh rằng giữa game và em cái nào quan trọng hơn thì anh sẽ trả lời rằng em ơi hãy ngừng ảo tưởng đi. Em nghĩ gì mà so sánh với cái game của anh? Anh chơi game được mấy năm rồi, vui có, buồn có, sung sướng khi đạt được những bậc danh và mình yêu thích. Là mình yêu thích bạn bè của anh trong này rất nhiều. Cuộc sống của anh bên ngoài rất tẻ nhạt và không ai coi trọng anh, nhưng trong game lại khác. Anh có đồng đội, bạn bè, họ cần anh và bọn anh đem lại niềm vui cho nhau. Anh chỉ có thể bỏ game và game lại không thể bỏ anh. Nếu sự xuất hiện của em chỉ làm cuộc sống của anh thêm phức tạp thì thôi, xin lỗi. Anh cũng không cần nhé. Game thì cho anh chơi từ sáng đến chiều, từ chiều cho tới nửa đêm. Còn em thì cho anh được cái gì ngoài việc suốt ngày giận dỗi này kia? Xin lỗi em chứ người mất rồi có thể kiếm lại người yêu khác, nhưng à game mà mất đi thì phải cày lại sấp mặt lờ luôn chứ dễ à? Thằng khác sẽ trả lời như thế, còn anh thì không đâu. Anh yêu em nhiều lắm và anh chắc chắn sẽ chọn cả hai. Úi giời mà cả lỡ. Tưởng không có đoạn cuối tí nữa thì trời. Tưởng không có đoạn cuối tí nữa thì lại phải ngồi mẹ giảng cho 2 tiếng đồng hồ về cái việc là tại sao lại phải cân bằng giữa game và người yêu, và người yêu thì nó có cái lợi gì và game có cái lợi gì. Nhưng mà các bạn thấy không? Các bạn thấy đúng không? Bạn nào mà xem mình từ trước đến giờ ấy thì các bạn sẽ biết được là mình hay bảo là tại sao người ta đã đâm đầu vào game á, là bởi vì là game cho người ta cái cảm giác được công nhận mà ở ngoài cuộc đời người ta không được. Nhưng mà các bạn ạ, nếu mà các bạn đang cảm thấy là mình chỉ được công nhận trong game thôi á, tức là mình vào game mình được thể hiện mình được kiểu như là được công nhận, mình được khen ngợi đấy, thì mà ở ngoài đời mình không được, là bởi vì ở ngoài đời các bạn vô dụng quá. Các bạn về nhà các bạn bị bố mẹ chửi là thằng vô dụng, các bạn đến công ty các bạn bị sếp chửi bởi vì làm không tốt, các bạn đi ra ngoài các bạn bị người yêu kiểu như là dỗi hờn thế này thế kia, là bởi vì khả năng của các bạn không có. Vào game chơi 2-3 ván game thì nó trước mình đọc cái gì nữa, trước mình đọc ở đâu cái game nó, người ta bảo là game nó nhà phát hành game người ta làm cho, tức là nó, người ta rất biết cách để kiểu khiến cho người chơi muốn chơi thêm ấy, kiểu dạng là luôn có những cái kiểu khen ngợi ấy, ví dụ như khi đạt được chiến công rồi này kia đấy, thì khi mà các bạn chơi game các bạn rất là dễ cảm nhận được cái việc là mình được thể hiện ấy, mình quan trọng ấy. Còn ở ngoài đời không làm được thì thường người ta sẽ tìm kiếm trong game, càng những người mà kiểu rất là cảm thấy mình kiểu thất bại trong cuộc sống lại càng dễ đâm đầu vào game một cách nghiện luôn ấy. Thì thường đa phần là như thế. Mình đã từng thấy những người bạn của mình nói kiểu lúc mà còn mới đi làm ấy, tức là công việc chưa có sự phát triển và chưa làm tốt ở bên ngoài thì chơi game từ sáng đến đêm luôn. Chơi ghê lắm, đến cái lúc mà cái hồi sau gặp lại thì thấy bảo là dạo này không chơi game nữa, dạo này đi làm các thứ, bắt đầu đạt được những cái thành tựu trong cuộc sống rồi, cái không chơi game nữa luôn. Hoặc là chơi rất là ít, kiểu lâu lâu về mới chơi thôi, chứ không chơi từ sáng đến đêm đến sáng nữa. Trước là chơi suốt ngày luôn, cho đến khi là người ta tìm được cái sự công nhận đấy trong cuộc sống. Kiểu dạng là bạn ấy đi làm nhá. Cái bạn hôm trước mình gặp luôn ấy, bạn ấy bảo là bạn ấy đi làm xong rồi là bạn ấy đi làm xong rồi cái kiểu bạn ấy kêu là công việc này tốt hơn, bạn ấy kêu là bạn ấy định nghỉ việc thì sếp lại gọi vào, xong rồi sếp kiểu dạng là níu giữ bạn ấy rồi các kiểu ấy. Thì bạn ấy bắt đầu cảm nhận được cái giá trị của bạn ấy trong cuộc sống rồi, bạn ấy bắt đầu không chơi game nữa. Nhưng mà đa phần là những người chơi game quá nhiều thì đấy, là mình đang nói quá nhiều nhá, chứ còn game thì nếu mà chơi ở cái mức độ giải trí thì không có gì cả, còn chơi mà kiểu đến cái mức mà quên mẹ cả cuộc sống bên ngoài có vấn đề ấy. Đúng, em có cô bạn cũng chơi GTA từ tối tới sáng chị ạ. Ngày xưa cái hồi mà mình đã đâm đầu vào GTA là cũng bởi vậy mà, cũng một phần là kiểu dạng là mình tìm cái sự công nhận ấy. Kiểu mình chơi GTA kiểu các bạn có cảm giác là kiểu hồi đấy chơi GTA là ai cũng cố gắng thể hiện mình không? Cái này, chắc là cái này các bạn cũng cảm giác được, kiểu dạng là trong tất cả những cái vụ mà đi cướp này, trong tất cả những cái kiểu như là trong gang hay là những cái vấn đề, ai cũng muốn mình là người có tiếng nói, ai cũng muốn mình được công nhận, ai cũng muốn thể hiện mình hết á. Nhưng mà kiểu như là có mọi người có để ý đến điều đấy hay không thôi. Thì khi thì cái việc mình được thể hiện mình ấy thì làm cho mình ham lắm, là mình càng muốn chơi hơn ý. Cho đến khi là mình cảm giác là nếu mà mình cuốn vào đấy quá thì mình sẽ quên mất cuộc sống của mình bên ngoài. Xong rồi sau đấy là mình phải chấp nhận là mình dừng lại cái mình thôi tìm kiếm những cái cảm giác đấy và mình đi làm nó ở bên ngoài, cái mình không chơi nữa, hoặc là mình chơi ít đi. Cái game đấy thì nó không chơi ít được, game đấy chơi là phải chơi nhiều, cái mình bỏ. Đấy là lý do tại sao mình bỏ chơi, và mình tức là mình phải rất là cứng rắn và rất là nghị lực để bỏ cái cảm giác sung sướng tạm thời. Mình phải gọi là cái cảm giác sung sướng tạm thời đấy, tại vì là cái cảm giác được công nhận ấy, nó là cái cảm giác sung sướng tạm thời, nó không khác gì kiểu lúc mà mình đang chơi ma tóe. Nó sẽ kiểu làm cho mình thích và mình thích và mình kiểu như là mình muốn dùng nó ngay lúc đấy thôi. Nhưng mà về lâu về dài nó sẽ không tốt, bởi vì mình sẽ bỏ bê hết tất cả mọi thứ ở bên ngoài cuộc sống của mình. Thế xong rồi mình phải rất là nghị lực để mình bỏ cái đấy là một. Thứ hai là
không nghe lời của kênh chat, tại vì kênh chat sẽ ép mình phải chơi, kiểu kênh chat rất là khó chịu, rất là nhiều người kiểu không thích mình ấy, không thích khi mà mình bỏ cái game đấy á, mọi người cứ bắt mình chơi, cứ kêu là kiểu xong chơi GTA nữa này kia nữa, nhưng mà mình không chơi nữa, mình phải chấp nhận là vượt qua hết tất cả mọi cái thứ đấy để mình đi làm mọi thứ bên ngoài cuộc sống của mình. Lâu lâu xì chat chơi để bớt căng thẳng thì ok. Cái game đấy, cái tính chất của game đấy mình không thể chơi kiểu như là chơi ít được ấy, chơi phải chơi liên tục, bởi vì mình sẽ không theo được cái tiến độ của game đấy, tại vì mọi người làm những cái gì, mọi người đang như thế nào, mình không chơi nhiều mình không biết được, nên là phải chơi rất là nhiều và chơi liên tục ấy, phải dành thời gian cho nó nhiều kinh khủng luôn. Đấy là lý do mình bỏ, mặc dù bị nói rất là nhiều nhưng mà mình vẫn bỏ, tại vì nếu mà mình tiếp tục đâm đầu vào nó nữa là công việc của mình khoảng tầm nửa năm nữa thôi là các bạn sẽ thấy mình chả còn gì cả, tất cả mọi kênh của mình nó đều xuống dốc và nó không còn cái sự phát triển được nữa, và mình sẽ không kịp cứu vãn cái gì cả. Các bạn tầm một năm nữa, nửa năm nữa là các bạn sẽ thấy mình sẽ kiểu như là bê bết rồi là các kiểu hết ạ. Thì em nói chị mà, cái quần què gì rồi. Có nên xem tarot chuyện tình yêu không? Chị ơi, có nên xem tarot chuyện tình yêu không ạ? Có nên xem tarot chuyện tình yêu không á? Về lý thuyết thì là không nên, nhưng mà mình vẫn xem, mà mình xem xong mình vẫn chia tay người yêu. Đấy là bạn hỏi mình thì lý thuyết nó là một kiểu, mà thực hành nó là một kiểu khác. Tất nhiên là thì khi mà mình đi khuyên mọi người, mình bảo ôi các bạn điên à, tình cảm của các bạn mà các bạn còn đéo thì kiểm soát được, các bạn còn không biết là các bạn phải làm cái gì trong chuyện tình cảm đấy nữa, mà các bạn phải đi nghe một cái người bên ngoài để nói cho các bạn biết rồi xong người ta bảo chia tay, các bạn cũng định chia tay à, các bạn sống các bạn không có chứng kiến à. Nếu mà nói thì sẽ nói thế, nhưng mà mình cũng từng đi xem tarot xong rồi chia tay người yêu rồi, nên là bạn hỏi mình thì có vẻ là hơi vô dụng ấy. Mình vẫn đi xem tarot mà. Năm vừa rồi có hai mối tình thì cả hai mối tình mình đều đi xem tarot luôn. Thì mối tình đầu tiên thì đúng lắm, mẹ về phát chia tay luôn. Y như những cái gì mình nghĩ luôn và y như những cái gì mà mình cảm nhận luôn, chia tay luôn. Cái lần thứ hai thì sao nhỉ? Cái lần thứ hai thì kiểu như là thấy nó cũng mông lung không rõ ràng lắm. Sau rồi mình vẫn cứ để cho nó tự nhiên thôi. Căn bản là bản thân mình cũng chưa chắc chắn ý. Cái lần thứ nhất là mình đã đến 99% là mình bị chia tay rồi. Sau rồi đi xem tarot, người ta bảo là người ta không bảo mình là về chia tay đi, người ta chỉ nói về cái mối quan hệ nó không tốt thì như thế nào thôi. Đấy thì nó không khác gì là 1% còn lại còn thiếu hết, thế là về mình chia tay mẹ luôn. Thì mối quan hệ thứ hai thì mình đi xem tarot thì mình thấy nó mông lung, nên là mình cũng chưa chắc chắn, nên là mình về mình cứ để tự nhiên thôi. Cái xong rồi hồi đến cái lúc mà nó không đâu vào đâu, mình hôm nọ mình không ngủ được, thế là mình mới vào mình xem lại tin nhắn của cái chị mà mình xem tarot ấy, tại vì xem online mà. Mình vào mình mở lại mình nghe lại, tại vì chị voi off ấy. Chị voi để gửi cho mình á. Thì mình bật lên mình nghe lại mình thấy đúng đấy, đúng vậy, cứ luôn ấy, sợ vãi. Nhưng mà tốt nhất là bây giờ ít xem tarot, tôi xem nhiều, suy nghĩ nhiều. Xem tarot online ở đâu á? Chị xem của một người là hàng đàm giới thiệu. Lần đấy là mình gặp vấn đề về chuyện tình cảm, xong rồi mình kiểu mình cứ phân vân mãi, mình kiểu có nên chia tay hay không, xong rồi mình hỏi hết người này người kia, xong rồi bà hàng bà bảo mình là mẹ suốt ngày đi tư vấn cho người khác mà em phải đi hỏi tao. Đúng, thế đúng. Là mình bảo hay đi xem tarot nhỉ. Xong rồi trước khi đi xem tarot mình còn hỏi bạn mình là tao có nên đi xem tarot không nhỉ. Nó bảo mình là mày muốn chia tay rồi, nhưng mà mày chỉ đang chờ một người nói cho mày cái điều đấy thôi. Xong mình thấy đúng vãi cả đái, thế là mình quyết định là đi xem tarot thử xem sao. Tarot thì người ta sẽ không quyết định cho mình đâu nhá, người ta chỉ nói về cái vấn đề mà mình đang gặp phải thôi, để cho mình kiểu có thêm lựa chọn để quyết định thôi á. Đấy thì sau khi mình nghe xong thì mình như đây. Chị ơi, người yêu em lợi dụng em nhưng mà đòi chia tay thì lại không chịu thì phải làm sao á? Em ơi, chia tay nó không phải là cái câu hỏi và nó không phải là lời xin phép. Chia tay là một thông báo. Khi mà hai người yêu nhau ấy và một người không còn tình cảm nữa và muốn kết thúc cái mối quan hệ đấy ấy, chỉ cần thông báo với người kia thôi. Chỉ cần thông báo rõ ràng lý do, mong muốn. Đấy, thế thôi là đủ rồi. Chứ không phải là xin phép. Em muốn chia tay thì em cứ nói chia tay thôi. Em thông báo với người ta về lý do cho người ta có chấp nhận hay không. Cái mẹ người ta, em không cần phải kiểu như là chờ nó đồng ý thì mới chia tay, em hiểu không? Đấy không phải là lời xin phép. Nó chỉ sai khi mà các bạn đơn phương chia tay mà không có lý do thôi. Như thế thì hơi ác với cả đối phương. Đấy, nên là mình nên có lý do rõ ràng. Còn em cảm thấy mối quan hệ đấy nó không được như em kỳ vọng thì em cứ nói thẳng với người ta những cái gì em cảm nhận thôi. Sau đó em bảo là chia tay, bố mày yêu nữa, thế là được. Chứ em đâu cần phải xin phép. Trời ơi, thế bây giờ nó không cho thì em cứ mẹ cứ yêu nó cả đời à? Ở anh như nào? Vỗ tay. Yêu không công khai nhưng trường hợp đặc biệt. Tuyền đừng đánh son nữa, đánh đít tớ đi á. Mà thế mà cũng nói được chị. Vừa nãy giọng nam ai thế chị ạ? Thằng Hưng chứ thằng nào, làm gì có thằng nào đâu. Kể cả mình có người yêu các bạn không biết đâu. Nếu mà mình có, ví dụ mà mình có ấy, các bạn sẽ nghĩ là người yêu mình sẽ nằm đây hả? Hay là ngồi đây để nghe các bạn nghe thấy tiếng này à? Có đâu, mặt mình không thản nhiên như thế đâu. Ý là nếu mà có thì mình lấy ví dụ như là trước mà mình có người yêu á, thì bọn mình hay gặp nhau sau giờ stream. Hoặc là hôm nào đấy mình nghỉ stream, hoặc là gặp nhau ban ngày. Tức là người lớn rồi, yêu đương thường là sẽ không để ảnh hưởng đến công việc. Nói chung là nó sẽ ảnh hưởng đấy nhưng mà nó không nhiều. Ví dụ như là 1-2 tuần thì có một
một hai buổi gì đấy, mình nghỉ stream hoặc là gì đấy, mình stream muộn để mình đi chơi, mình đi ăn tối xong mình về mình stream chẳng hạn, thì đại khái là nó sẽ có cái sự thay đổi nhưng mà nó không nhiều. Nó sẽ không có cái chuyện kiểu mình bỏ mẹ cả stream đâu, không có. Hoặc là những cái hôm mà stream xong thì có thể đi ăn đêm, đi ăn đêm kiểu cái đường gần nhà mình cũng có nhiều quán quán phở các thứ, ăn đêm thì sẽ đi ăn kiểu đấy. Chứ còn thường sẽ không để nó ảnh hưởng đến công việc đâu. Có người chỉ có người yêu có công khai không chị, hay chỉ có hai người bí mật với nhau biết thôi á? Chị thì chị sẽ không công khai. Chị nghĩ là hồi nào mà chị mà có đối tượng mà chị nghĩ chị sẽ cưới người đấy thì chị sẽ công khai. Chứ còn yêu đương giai đoạn đầu thì không công khai. Tại vì là mình cẩn thận thôi. Mình tất nhiên là mình cũng không muốn là sẽ chia tay, nhưng mà nếu chẳng may mà chia tay thì sẽ là ảnh hưởng sau này rất là nhiều. Ví dụ như là một trong hai người có người mới, mọi người nói chung là mọi người sẽ khó chấp nhận, với cả mọi người sẽ kiểu vào, ví dụ như là vào ảnh của mình với người yêu mới lại comment bài học nhiều lắm rồi. Các bạn không thấy nhiều đôi trên mạng nó như thế à? Các bạn không nhìn thấy nhiều đôi trên mạng kiểu chia tay xong rồi vào người ta cứ nhai đi nhai lại mà thôi à? Sợ vắt đến cái mức mà yêu không được yêu được người mới luôn. Cứ yêu là vào chửi, yêu là vào nói, yêu là vào kiểu như là comment nhắc đến cái tên của người cũ luôn. Nói chung là khổ thân lắm, thấy kiểu ảnh hưởng vãi. Nó cũng linh tinh, nó cũng lộn xộn, người ta có thể bị ảnh hưởng bởi những cái lời nói trên mạng là một. Tức là cái người mà mình đang yêu chẳng hạn, người ta có thể là bị so sánh, bị thế này thế kia. Mình thì chưa có công khai người yêu bao giờ, nhưng mà ngày xưa thì mình bị gán ghép với khá là nhiều người, bị đẩy thuyền với nhiều người lắm. Thì chắc chắn là người ta sẽ bảo eo ơi, xấu hơn cả cái ông kia mà đợt trước ông ấy tán ông chịu, giờ yêu cái thằng này xấu thế. Đấy, ví dụ như thế đúng không? Đúng vậy. Tổn thương ấy cả đái. Mình không muốn người mình yêu bị tổn thương là một. Thứ hai là ví dụ lỡ có chia tay, xong rồi mình đăng ảnh người yêu mới lên, xong lại vào comment ơ anh kia đâu rồi chị. Đúng mà. Quê anh lúc ấy thì tôi không được. Nên là tốt nhất là hồi nào cưới thì mình công khai sau. Với cả mình nghĩ là cuộc sống của mình nó cũng chả có nhiều người quan tâm đến thế đâu, chỉ đơn giản là mình cũng thấy nó không cần thiết. Ví dụ mình có người yêu thì mình sẽ nói mọi người là mình có người yêu, kiểu vậy. Có tức là có thể mình sẽ nói với mọi người là mình có người yêu, nhưng mà mình không có đăng ảnh hay là không có gì lên chẳng hạn đấy. Chị còn bị cộng đồng stalk Facebook này nọ, vô comment phá các kiểu á. Mình không nổi tiếng đến mức đấy đâu để mà người ta stalk đâu, nhưng mà tức là mình thì không quá nổi tiếng, nhưng mà bữa giờ cũng được đẩy thuyền với nhiều người ấy, thì chắc chắn là sẽ có sự so sánh rồi đúng không? Chắc chắn là sẽ có sự so sánh rồi. Mà bữa giờ mấy cái người mà mình được đẩy thuyền cũng người đẹp trai cũng có, người không đẹp cũng có, người giỏi cũng có, người thế này thế kia cũng có, kiểu gì chẳng bị so sánh. Mà gu của mình đâu phải là đẹp trai đâu. Nói chung là đẹp trai thì tốt, nhưng mà nếu mà có những cái khác thì mình không quan trọng là xấu hay đẹp lắm. Tức là đẹp trai thì tốt mà không có thì cũng không sao ấy. Nên là mình nghĩ là mình sẽ không yêu người đẹp trai đâu. Mình nghĩ là có khả năng là phần khả năng lớn là mình sẽ không yêu một người đẹp trai. Mà cái ngoại hình là cái mọi người sẽ nhìn thấy luôn, đúng không? Mọi người sẽ nhìn thấy ngay, mọi người đâu biết được là kiểu mình yêu người ta vì cái gì đâu. Đấy, thì mọi người sẽ bắt đầu so sánh ngoại hình. Ôi ông này xấu thế, ngày xưa cái anh kia đẹp trai thì tán thì đéo chịu. Tức là kiểu như thế đấy. Mê lắm. Không người yêu đẹp trai thì yêu người giàu đi chị ạ. Người giàu đéo yêu mình. Nói thật với các bạn là cái người trước mình yêu không có đẹp trai và cũng không có giàu luôn. Không đẹp trai không giàu luôn, ảo chưa? Các bạn sẽ... Tức là mình nghĩ là cái mà mình cảm thấy ấn tượng với người ta và mình có thể... Tức là mình bị ấn tượng với người ta và khiến cho mình thích người ta thì các bạn lại không thể cảm nhận được. Thế nên là nếu mà mình mà khoe cái người đấy ra thì chắc chắn là các bạn sẽ chê. Các bạn, tại vì các bạn không thể nhìn được và không thể biết được là tại sao mình lại thích người đấy. Tại vì là cái người đấy mình thích là bởi vì mình yêu, là bởi vì cái cảm giác của mình đối với người ta ấy. Mà cái cảm giác của mình thì cũng mỗi mình biết thôi, ai biết được đúng không? Các bạn sẽ chỉ nhìn thấy vào xem là người ta có nhà, có xe không, người ta có tiền không, người ta có giàu không, người ta có đẹp trai không thôi. Đấy, kiểu vậy. Thành ra là chị tự nhận ra luôn. À, em tưởng lúc mới stream chị từng bị thế nên giờ phải kiêng á. Kiêng gì? Kiêng cái gì đấy? Kiêng sâu người yêu trên stream á. Chị chưa bao giờ chị stream sâu người yêu trên stream cả. Trong quá trình chị stream là chị cũng có yêu đương nhưng mà không có khoe. Với cả nó có nhiều lý do lắm. Ngày xưa thì mình không nghĩ đến những cái lý do này. Ngày xưa mình nghĩ đơn giản là mình mà sâu ai xem mình nữa. Tức là cái hồi mình mới stream ấy các bạn, là streamer nữ là kiểu thường sẽ được lòng các bạn nam. Thì nếu mà mình có người yêu là người ta sẽ không xem mình nữa. Chứ nó cũng sẽ ảnh hưởng đến công việc, chắc chắn lắm rồi. Chắc chắn là sẽ ảnh hưởng nhiều rồi đúng không? Nên là thường mình sẽ không sâu bởi vì là mình muốn cái công việc của mình nó phát triển hơn các thứ này kia thôi. Còn bây giờ thì mình nghĩ nhiều thứ hơn. Bây giờ thì mình nghĩ là mình làm quá là lâu rồi. Ví dụ mình kể cả là mọi người có biết mình có người yêu đi chăng nữa thì nó cũng có ảnh hưởng, nhưng mà chắc là nó không quá nhiều đâu. Tại vì bây giờ mình cũng tự cảm nhận được là cái sức hút của mình nó không đến từ cái việc kiểu như là xinh đẹp hay là gì khiến cho mọi người kiểu như là thấy mình có người yêu cái mọi người bỏ đi. Ví dụ như là mọi người thích mình vì cái tính cách với cả con người của mình này kia, thì đến lúc mình có người yêu có thể là mọi người vẫn xem. Tức là vẫn có người xem mà không nhiều chẳng hạn. Đấy, thì bây giờ thì mình nghĩ đến nhiều cái như thế kia hơn là ảnh hưởng đến người ta hay là ảnh hưởng đến sau này cả hai đứa như thế nào đấy. Lấy vợ rồi người ta còn tán được có người yêu hay không thì liên quan gì? Ghê vậy, đấy là bạn thôi chứ không phải ai cũng thế đâu. Mình là mình chê nhá.
mình mà thấy có chồng có vợ rồi mình chê. Ý là không phải là chê người ta không tốt, mà là chê khi mà bước vào mối quan hệ đấy. Mình không có nhu cầu làm trà xanh.